Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay Smart Home xin giới thiệu với các bạn về một cái bộ rửa tay tự động dùng mắt cảm biến, sử dụng loại hồng ngoại. Cơ chế hoạt động là sẽ là hồng ngoại bắt tín hiệu từ tay người đưa vào, sau đấy là đưa vào bộ điều khiển và bật máy bơm đưa ra đầu phun xương. Ở đây mình có thể sử dụng đầu phun xương hoặc là các cái đầu mà tạo cái tia nhỏ. Ở đây mình sẽ review cho các bạn xem về ở bên trong. Thì bên trong cấu tạo của cái này thì đây mình đang lắp đấy, thì bên trong gồm có mạch điều khiển này, hoạt động ở điện áp 12V này, ở đây là máy bơm này, ở đây là các cái van điều tiết cái nước hồi về, và một cái van là hút nước lên, máy bơm sẽ hút nước đẩy lên trên và đẩy ra ngoài. Đấy, cơ chế hoạt động rất đơn giản thôi. Đây là mắt cảm biến này, thu tín hiệu này, chuyển về mạch điều khiển này. Sau đấy mạch điều khiển phân tích tín hiệu, báo còi và sẽ bật máy bơm và phun ra cái lượng nước. Ở đây mình có sử dụng một cái biến trở để thay đổi cái thời gian bật máy bơm tùy ý cho mọi người. Ở đây có một khóa an toàn, thôi không dùng nữa thì có thể khóa lại. Và đây là khóa hồi nước, thế mình sẽ điều khiển cái này để điều khiển cái lượng nước nó ra. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Sản phẩm này thì có thể sử dụng, một là các bạn có thể sử dụng cái adapter này 12V loại 2A nhé. Đấy. Hai là các bạn có thể dùng pin dự phòng. Pin này thì bên mình đóng luôn rồi. Sử dụng pin USB-C và có kèm mạch sạc rồi, thì chỉ cần là cấp nguồn đầu vào và đầu ra nó là 12V luôn. Đấy. Giống như thế này, các bạn có thể cắm cái nguồn vào đây để luôn sạc và một cái đầu này và cắm vào bộ điều khiển, hoặc là có thể sử dụng mình cái bộ này thôi. Đấy, thì cũng có thể sử dụng được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem về cái sản phẩm bên mình vừa mới hoàn thành. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho mạch nhé. Cấp nguồn 12V này. Khi cấp nguồn cho mạch thì còi sẽ kêu 2 tiếng. Lên nguồn sáng. Đây là led báo hiệu. Máy bơm đang được bật. Đây là biến trở thay đổi cái thời gian bật máy bơm. Ở đây mình sẽ dùng một cái tờ giấy này để biết được cái lượng nước nó phun ra là bao nhiêu nhé. Đấy. Thì khi mình đưa tay vào mạch, còi sẽ kêu. Đấy. Lượng nước ra rất ít bởi vì mình đang điều chỉnh biến trở gần như là min nhất. Đây. Lại này. Đấy, gần như min luôn, không trường hợp dịch biến trở lên một chút. Đấy, đèn báo. Và chúng ta luôn giữ tay ở đây thì máy bơm sẽ không được bật trừ khi chúng ta chuyển tay ra vị trí khác, sau đấy là quay lại thì máy bơm mới được bật nhé. Thì ở đây mình sẽ tăng cái thời gian phun sữa, tăng cái thời gian cái phun nước lên. Đấy. Đây. Chúng ta không cần chạm tay vào. Đấy. Đấy. Mình làm lại nhé. Đây. Đây là lượng xương. Còn nhiều hay ít thì do mình bật cái này, điều chỉnh cái biến trở. Đấy. Các bạn có thể sử dụng cồn để bỏ vào bên trong. Ở đây mình đang sử dụng cái hộp Liwa loại G00C. Loại này thì loại có đại rồi, to, lớn. Phù hợp khá nhiều loại cái chai lọ mình có thể để vào bên trong, rất là nhỏ gọn. Nhất là các bạn có thể tích hợp thêm pin thì di chuyển nó rất là dễ dàng. Đấy. Mạch hoạt động ở điện áp 12V. Đấy. Đấy.
Rồi mình vừa mới giới thiệu với các bạn về cái bộ sản phẩm rửa tay tự động của bên sản phẩm Smart Home. Cảm ơn và hẹn gặp lại.